Hello class, how are you today? I'm good. We continue to learn the new lesson, Unit 2, Lesson Phonics. Hôm nay chúng ta, cô và các con sẽ cùng nhau học bài mới. Before we into the new lesson, we review some letters and sounds. Trước khi mình qua bài mới, cô sẽ cùng các con sẽ cùng ôn lại một số chữ cái và âm, ngữ âm mình đã học ở những bài trước đó. The first letter. Rồi, letter đầu tiên, chữ cái đầu tiên các con đã được học là letter A, sound A. Đây là letter A, tức là chữ cái này mình sẽ đọc là A, nhưng mà ngữ âm khi phát âm là sau của nó mình sẽ đọc là A. Again A. Rồi, vậy thì chữ A mình sẽ có từ là, các con còn nhớ không từ gì nè? À, apple. À, cả lớp. Apple. Repeat again. A, apple. A, apple. À, apple and Annie. Good. A, Annie. A, Annie. Now, repeat after me. A, a, apple and A, A, Annie. Rồi letter A and letter letter B, sound. Sound B. 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 Letter B, sound B. Rồi cũng tương tự B, mình sẽ có những từ là B, but, repeat again. B, but. B, but. Các con nhớ âm cuối là mình sẽ đọc là t, t. Mình sẽ đọc là B, but. B, but. And B, boy. B, boy. Now repeat again. B, boy. Letter A, B, and letter C, sound. Sound là K. 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 Tương tự letter C thì mình sẽ có những từ là K, cat. Repeat again. K, cat. K, cat. Cũng như đây các con sẽ thấy từng cùng là t, mình sẽ đọc là cat. Rồi, next. K, car. K, car. Again. K, car. K, car. Letter C, sound k. Cat and car. Letter good. Letter D. Sound D. 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 Rồi D, mình sẽ có những từ là D. Dog. D. Dog. D. Dog. D. Dog. Next. D, duck. Now listen again. D, duck. Now letter C, sound K. Letter D, sound T. Rồi, hồi chúng ta đã được học những từ là letter A, B, C and D. Letter A sound A. Letter B sound B. Letter C sound K. Letter D sound T. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học thêm hai từ nữa. Thì các con hai từ tiếp theo là từ gì nè? Rồi, từ tiếp theo sẽ là mình có A, B, C, D, E, E. Very good. E and E and
F. Rồi hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau học thêm hai từ mới, đó là E and F. Letter E sau sẽ là A. 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 Vậy thì các con, chữ E mình sẽ có những từ nào bắt đầu bằng chữ E nè? Which words begin with the letter E? Who can? E mình sẽ có là good job. Mình sẽ có là elephant. Listen and repeat. Elephant. E, elephant. Các con cũng nhớ ghi chú từ âm cuối của nó, final sound nó là chữ t. Mình sẽ đọc là elephant. E, elephant. Rồi, mình sẽ có again. Elephant. E, elephant. Rồi, elephant. Tiếp theo mình sẽ có từ đây là quả trứng. Quả trứng thì mình sẽ đọc như thế nào các con nè? Egg. Egg. Again. Egg. 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 Rồi, đây là letter E sau E. E. Elephant. E. Egg. Again. E. Elephant. E. Egg. Egg. Sau đó mình sẽ tiếp tục học là letter F. Good. Sau letter F sau F. 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 Right. Which words beginning with the letter F? Bạn nào cho cô biết letter F thì mình sẽ biết có từ nào nè? Từ. Easy, very easy. What's this? Is a fish. Đây là it mean con cá. Mình sẽ đọc. Fish. For fish. For fish. For fish. Listen and repeat. For fish. For fish. Rồi mình có là fish and who know? Các con có biết đây là gì không? Đây là nông trại. Nông trại là cái nơi này là có là vùng đất có một cái diện tích lớn. Ở đây người ta sẽ dùng để trồng lúa nè và nuôi sản xuất lương thực và nuôi những con vật. Như các con thấy đây là con gì nè? Con gà, con cừu. Mình sẽ có gì nữa? Con mèo nè, rồi con dê nữa. Ở đây các bác nông dân sẽ nuôi những cái con vật này ha. Rồi ở đây mình sẽ trồng lúa và sản xuất lương thực. Rồi, thì ở đây nông trại tiếng Anh mình sẽ nói là farm. Farm. Again. Farm. 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 Now letter F sau F. Fish and today we have learned two new letters and sounds. Hôm nay chúng ta đã được học thêm hai từ mới, hai chữ cái mới và ngữ âm của nó. Đó là E sau E and letter F sau F. Letter E mình sẽ có từ elephant, có nghĩa it means con voi, and egg có nghĩa là quả trứng. F mình sẽ có fish, it means con cá, and farm, it means nông trại. Rồi, các con nhớ thực tập nhiều lần, đọc nhiều lần ở nhà để cho mình nhớ từ và viết giúp cô mỗi một chữ như thế này. Mình viết một dòng vào trong vở. Các con nhớ viết chữ gọn gàng và sạch đẹp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập.
Now let's do the exercise. Workbook page 18 and 20. Hôm nay chúng ta sẽ làm trong sách workbook trang 18 và trang 20. Đầu tiên là trang 18. Letter E and sound E. Ở đây các con sẽ thấy ở đây yêu cầu bài đầu tiên người ta kêu mình là trace. Có nghĩa là các con sẽ đồ theo các đường gạch nối như thế này. Ở đây có các mũi tên. Các con sẽ lấy bút chì và nối theo những cái đường này giúp cô chữ E and sound là E. Rồi, number 2 và số 2, trace and write the letter E. Ở đây mình có chữ E and sound là E. Ở đây các con sẽ có chữ E mà người ta viết in. Các con sẽ sử dụng bút chì, sẽ viết cho cô những chữ E còn lại. Các con nhớ viết đúng ô ly theo đường kẻ trong sách và viết cho rõ ràng. Tương tự, các con sẽ viết hết dòng letter sau E. Nhớ, các con nhớ viết đúng ô ly nhé. Vì có một số bạn á, là các con viết không có đúng ô ly. Nên các con nhớ nhìn cho kỹ và viết đúng ô ly mà trong sách người ta đã kẻ sẵn. Trace the letter on the words. Ở đây người ta yêu cầu mình là sẽ đồ theo những cái chữ cái. Letter E, 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 E. Number 4, find and color the letter E. Các con nhớ ở đây có rất là nhiều letter, nhưng các con chỉ color vào letter E theo yêu cầu của bài. Là các con sẽ tô vào hai chữ này cho cô. Đây là letter E and sau là E. Các con có thể tô màu tự do, mình thích màu nào thì mình tô màu đó, nhưng chỉ tô vào chữ E theo đúng yêu cầu của đề bài. Page 20, trang số 20 trong sách workbook, tương tự như letter E, bài này chúng ta sẽ đồ vào letter F, F. Tương tự mình cũng sẽ viết vào letter F. Các con viết hết hàng những chữ còn lại giúp cô. Và tương tự F, các con cũng viết hết chữ này giúp cô. Bài số 3, number 3, trace the letter on the words. Tương tự các con chỉ đồ vào chữ F. Fish and farm. Các con chỉ cần đồ vào hai chữ cái này giúp cô. Find and color the letter F. Bài này người ta yêu cầu mình đặt color vào letter F. Là các con chỉ tô màu vào letter F. Nhớ tô màu vào letter F, không tô màu những chữ còn lại các con nhé. Rồi, cô rất là cảm ơn vì hôm nay các con đã nghe bài và học bài. Các con nhớ là chép bài đầy đủ nè, làm bài tập đầy đủ, chép bài vào trong vở, làm bài tập đầy đủ vào trong sách. Cô rất mong nhận được sự phản hồi của các con. Chúc các con có buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các con vào tuần bài học mới vào tuần sau nhé. Goodbye, see you next week.